Hello mọi người, hôm nay chúng ta hãy cùng làm món bánh bông lan trân châu đường đen nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cốt bánh bông lan nhé. Nguyên liệu bao gồm 3 quả trứng gà, 50ml sữa tươi, 20g dầu ăn, 70g bột mì, 1/2 thìa cà phê nước cốt chanh và 60g đường. Bây giờ chúng ta sẽ lọc lòng đỏ và lòng trắng ra hai cái bát riêng biệt nhé. Một chút nữa mình sẽ dùng đến lòng trắng sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lòng đỏ trước. Trộn hỗn hợp lòng đỏ, trứng gà, sữa tươi và dầu ăn lên với nhau nhé. Mình đánh cho đến khi trứng tơi lên và bắt đầu cho bột mì vào nhé. Đánh tiếp hỗn hợp bột mì, trứng, sữa tươi và dầu ăn lên sao cho sệt lại nhé. Đánh cho đến khi bột mịn và lúc kéo lên thì hỗn hợp chảy ra như thế này là được nha. Bây giờ mình sẽ lấy phần lòng trắng vừa nãy và cho khoảng nửa thìa nước cốt chanh nhé. Dùng máy đánh trứng đánh cho đến khi có bọt nổi lên trên bề mặt thì dừng lại. Sau khi hỗn hợp đã nổi bọt như thế này, chúng ta sẽ bắt đầu cho đường. Chúng ta sẽ cho đường thành hai lần, một lần là một nửa trước và lần thứ hai là nửa còn lại nhé. Bây giờ sẽ dùng máy đánh trứng để đánh bông lên, giống như lúc mình đánh whipping cream ý. Quá trình này có thể diễn ra trong 10 đến 15 phút. Và bây giờ hỗn hợp bắt đầu bông lên rồi này. Chúng ta sẽ đánh đến khi nào mà kéo lên thì nó sệt sệt lại nhé. Hỗn hợp bông lên như thế này là sắp được rồi đây. Lúc nhấc lên thì hỗn hợp không chảy xuống được nữa là đã đủ độ đặc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trộn hỗn hợp này và hỗn hợp bột trứng lúc đầu nhé. Chúng ta sẽ cho vào khoảng 1/4 hoặc 1/3 trước, sau đó thì chúng ta mới trộn đốt phần còn lại vào hỗn hợp bột nhé. Dùng phới silicone đánh đều hỗn hợp này lên sao cho cả hai quện vào nhau nhé. Sau đó chúng ta sẽ trộn nốt phần lòng trắng trứng đã đánh bông còn lại vào. Hỗn hợp của chúng ta trông như thế này là đã đạt rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lấy khuôn ra và đổ hỗn hợp này vào khuôn để nướng nhé. Bình thường thì dùng cái khuôn hình tròn là đẹp nhất cho món ăn này. Tuy nhiên thì nhà mình lại chưa có cái khuôn đó nên mình vẫn dùng tạm cái khuôn mà mình hay nướng bánh mì. Mình sẽ cho vào hai khuôn, một khuôn to và một khuôn bé nhé. Nếu dùng khuôn tròn mọi người có thể dùng khuôn 18cm nha. Hỗn hợp đã sẵn sàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho vào lò nướng nhé. Chúng mình sẽ nướng bánh ở 160 độ trong vòng 50 phút nhé. Kiểm tra bánh một chút nào. Trong khi đợi bánh chín, chúng ta sẽ làm hỗn hợp kem để phết lên bề mặt bánh nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng sữa tươi không đường là 120ml. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho các gói trà túi lọc vào. Bình thường thì nếu mua được trà đen thì sẽ là ngon nhất. Tuy nhiên là bây giờ đang là dịch mình không thể mua được, cho nên mình sẽ dùng trà túi lọc nhé. Các bạn dùng loại nào cũng được, nhưng nếu dùng Lipton thì cái vị nó sẽ được đậm nhất. Chúng ta đun sữa lên liu riu lửa để cho phần trà ở trong túi lọc được thôi ra nhé. Lắc nhẹ lên và thấy trà trong túi lọc đã thôi ra nước như thế này là ok rồi này. Chúng ta sẽ đậy lại và để ngâm trong 20 phút nha. Bây giờ sẽ đi luộc trân châu. Các bạn có thể mua trân châu làm sẵn hoặc là làm với bột năng, cacao và nước sôi thì cũng sẽ làm được trân châu rất dễ. Bây giờ chúng ta cho trân châu vào nước sôi và sẽ để sôi trong vòng 30 phút.
Sau 30 phút khi chân trâu đã chín rồi, chúng ta sẽ ngâm chân trâu ở trong nước đó thêm 30 phút nữa nha. Và tổng cộng là mất 1 tiếng để làm chân trâu nhé. Thi thoảng mình ngó qua nồi chân trâu và đảo qua một chút để cho nó không bị dính. Mình sẽ tiếp tục làm tới hỗn hợp kem nhé. Nguyên liệu để làm lớp kem gồm có 120ml sữa tươi đã đun với trà, một lòng đỏ trứng, 40g đường và 5g bột ngô. Nếu mua được đường nâu thì sẽ là ngon nhất, nhưng hôm nay mình không có nên mình phải sử dụng tạm đường vàng nhé. Mình cho từ từ các nguyên liệu vào và đun nhỏ lửa nhé. Đầu tiên sẽ là trà sữa, sau đó đến sữa tươi, sau đó là đường và sau đó sẽ cho bột ngô vào. Chúng ta sẽ đun thật nhỏ lửa cho đến khi bột ngô đã tan ra và hỗn hợp sệt lại nhé. Mình dùng đũa đảo liên tục nha. Bây giờ hỗn hợp đã được rồi, mình sẽ cho vào trong tủ lạnh ngăn mát để trong khoảng 20 đến 30 phút. Bây giờ mình sẽ cho vào bát 200g whipping cream. Mình dùng loại Anchor nhé. Chúng ta sẽ đánh bông whipping cream lên. Đầu tiên chúng ta đánh sơ trước để cho nó nổi bọt trước nha. Bây giờ mình sẽ lấy một âu đá để bên dưới và để chiếc bát có whipping cream lên. Mình sẽ trộn whipping cream với cả hỗn hợp bột ngô lúc nãy lên nhé. Lúc đầu thì mình định đánh bằng tay mọi người ạ. Nhưng mà đánh được một lúc thì mỏi tay quá, thế là lại phải lấy cái máy đánh trứng ra để đánh thôi. Việc để đá ở dưới sẽ làm cho whipping cream bông nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ lấy máy đánh trứng để đánh nhé. Hôm nay chiếc bát hơi nhỏ một tí nên nó hơi bị té lây ra ngoài một chút. Nhưng mà cũng không sao ha. Bây giờ hỗn hợp đã được rồi này, đã bông lên rồi. Đó, và cuối cùng thành phẩm của chúng ta sẽ có màu nâu như thế này, đó là màu của trà nhé. Sau khi chân trâu đã chín rồi, mình sẽ lọc chân trâu ra với cái dây như thế này nhé. Lọc kỹ để cho nó hết nhớt. Sau đó chúng ta sẽ cho thêm đường vàng vào. Bình thường thì dùng đường nâu là đúng nhất, tuy nhiên hôm nay không có nha nên mình sẽ dùng đường vàng. Mình lấy bao nhiêu cũng được, tùy vào độ ngọt mà gia đình mình thích. Có thể mình cho lên bếp để đun cũng được, tuy nhiên là bây giờ chân trâu đang nóng nên là cũng không cần phải cho lên bếp đâu nha. Sau 50 phút thì bánh của chúng ta đã được rồi, mình sẽ lấy ra và phết hỗn hợp kem lên trên nhé. Lúc này thì kem mình đã để vào trong ngăn mát một lúc nên nó có hơi đông lại, nhưng mà khi gặp bánh nóng thì nó sẽ lại chảy ra thôi. Bây giờ mình cho chân trâu lên bề mặt nhé. Các bạn cho ít hay nhiều tùy vào mọi người nha. Whipping cream của mình đánh nhiều bởi vì là nhà mình thích ăn nhiều kem, còn nếu mọi người ăn ít hơn thì có thể chia nửa cái lượng nguyên liệu của mình ra nha. Và đây là thành phẩm của chúng ta này, một chiếc bánh bông lan chân trâu đường đen. Bây giờ mình sẽ cắt ra để xem bánh bông lan bên trong như thế nào nhé. Phần sốt chảy trông hấp dẫn quá các bạn ạ. Và đây là bên trong lòng bánh bông lan của chúng ta nhé. Mình mời mọi người ăn thử cùng mình nha. Cốt bánh bông lan mềm, ăn với sốt thơm béo ngậy mùi trà và chân trâu đường đen dai dai, quả là một món thật là ngon trong những ngày giãn cách như thế này đấy. Ai là fan trà sữa thì hãy làm ngay chiếc bánh này nha. Nếu mọi người muốn cốt bánh có vị trà thì chúng ta có thể thay sữa tươi bằng trà sữa như lúc đầu mình đun nhé. Bây giờ mình cắt thử một chiếc bánh bông lan bé ra để xem ở bên trong như thế nào nào. Trông núng na núng đính thật là hấp dẫn phải không nào? Nếu các bạn thích món bánh này thì hãy làm cùng mình nhé. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.